Bộ giáo dục đào tạo vừa có báo cáo về buổi thi môn khoa học tự nhiên và khoa học xã hội kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 diễn ra sáng ngày 28 tháng 6 theo đó có thêm 9 thí sinh bị đình chỉ thi ở buổi thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Như vậy, tính đến thời điểm này, đã có 18 thí sinh bị đình chỉ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Trước đó Kết thúc ngày thi tốt nghiệp trung học phổ thông đầu tiên có tổng cộng 10 thí sinh vi phạm quy chế thi trong đó 9 em bị đình chỉ. Theo đánh giá chung của Bộ Giáo dục đào tạo buổi thi sáng ngày 28 tháng 6 diễn ra đúng quy chế chiều nay ngày 28 tháng 6 các thí sinh tiếp tục dự thi môn ngoại ngữ từ 14 giờ 30 phút thời gian làm bài 60 phút kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 được tổ chức cơ bản giữ ổn định như giai đoạn 2020 đến 2023. Bộ Giáo dục Đào tạo chỉ đạo chung các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chủ trì toàn bộ công tác tổ chức thi tại địa phương. Các hội đồng thi tổ chức coi thi trong các ngày 26, 27, 28 và 29 tháng 6. chấm thi từ ngày 29 tháng 6 công bố kết quả thi vào 8 giờ ngày 17 tháng 7 xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông ngày 19 tháng 7. Ngày thi thứ hai kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024, hơn một triệu sĩ tử cả nước sẽ phải trải qua bài thi kết hợp kiến thức của nhiều môn thành phần. Trong đó buổi sáng ngày 28 tháng 6, thí sinh dự thi bài thi tổ hợp. Theo quy định, thí sinh sẽ làm một trong hai bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên, vật lý, hóa học, sinh học hoặc khoa học xã hội, lịch sử, địa lý, giáo dục công dân. Mỗi môn thành phần có thời gian làm bài là 50 phút. Đây là năm cuối cùng kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông còn tồn tại bài thi tổ hợp. Theo đề án, thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025 sẽ chỉ còn các môn thi độc lập. Buổi chiều thí sinh sẽ dự thi bài thi môn ngoại ngữ. Như khai buổi thi trước, các thí sinh đều tranh thủ đến trường thi từ sớm. Đầu giờ sáng tại Hà Nội đã bắt đầu có nắng nhẹ, tuy nhiên không khí khá trong lành mát mẻ. Có mặt tại điểm thi trường trung học phổ thông Phan Đình Phùng, Hà Nội, các thí sinh đều thận trọng xem qua một lượt kiến thức trước khi mang tài liệu vào phòng để đồ theo đúng quy định. Giúp kinh nghiệm các anh chị mùa thi trước, nhiều bạn học sinh đăng ký bài thi tổ hợp xã hội đều xem lại Atlas bởi mùa thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023, câu hỏi địa lý liên quan Atlas buộc thí sinh tự tìm hiểu tra cứu. Sau khi đề thi toán được đánh giá có độ phân hóa cao, xuất hiện dạng câu hỏi khó và lạ, mức độ khó ngang ngửa với đề thi năm 2018 mà tính lịch sử. Nhiều thí sinh, giáo viên cũng dự báo đề thi bài thi tổ hợp sẽ có phân hóa mạnh. Thí sinh PD, học sinh trường trung học cơ sở trung học phổ thông Lương Thế Vinh, tỉnh Bình Phước bày tỏ lo lắng khi đề thi có sự phân hóa mạnh. PD cho hay, Em không làm được bài thi toán nên khá lo lắng ở bài thi tổ hợp. Bạn bè em cũng dự đoán môn hóa sinh sẽ phân hóa mạnh để phân loại thí sinh vào các trường đại học y dược. Thầy giáo Phạm Lê Thành, giáo viên môn hóa học trường Trung học phổ thông Nguyễn Hiền thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, đề thi môn hóa học những năm gần đây khai thác những câu hỏi vấn đề gần gũi thực tiễn cuộc sống, tăng tính ứng dụng, hạn chế các câu hỏi mang tính chất thuộc lòng. Đề thi cũng dần bỏ đi các bài toán hóa học phức tạp vô nghĩa, thay vào đó là những câu vận dụng cao khai thác mạnh kiến thức xây dựng bài tập thực tế, tính toán có ý nghĩa. Do đó thí sinh cần vận dụng kiến thức trong bài học kết hợp với trải nghiệm cuộc sống và kinh nghiệm rèn luyện của bản thân để giải quyết được các câu hỏi này Thầy Thanh cũng dự đoán đề thi sẽ có tính phân hóa cao. Theo xu hướng kỳ thi với hai mục tiêu, chắc chắn các môn thi sau, những câu phân hóa và phân hóa mạnh sẽ phải có để nhằm đạt được mục tiêu sàng lọc thí sinh vào các trường đại học. Từ đó, giáo viên này khuyên các thí sinh cần cẩn thận và giải quyết tốt các câu dễ trước để tận dụng thời gian làm các câu vận dụng cao. Còn thầy Phan Khắc Nghệ, giáo viên tại Nghệ An cũng chia sẻ với học sinh rằng đề toán năm nay khó hơn năm 2023 nên có thể đề môn hóa sinh cũng tương tự. Thì nghệ khuyên thí sinh cần bình tĩnh làm chuẩn các câu dễ, thận trọng ở các câu khó. Ở đề thi khoa học xã hội, theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có 63% thí sinh chọn bài thi khoa học xã hội trong số hơn 1 triệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông, cao nhất trong 6 năm qua. Trong khi đó chỉ 37% chọn bài thi khoa học tự nhiên, vật lý, hóa học, sinh học, so với năm ngoái số thí sinh chọn bài thi khoa học xã hội tăng 7,7% và cao nhất trong 6 năm trở lại đây. Từ năm 2018 đến nay, số người đăng ký bài thi này khoảng 48 đến 56%. Điều này cũng cho thấy sức cạnh tranh khốc liệt từ những thí sinh chọn tổ hợp thi khoa học xã hội. Tại điểm thi trường Trung học phổ thông Võ Thị Sáu quận Bình Thạnh có một thí sinh đặc biệt phải đi thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024 bằng xe cấp cứu, đó là nam sinh GB, học sinh lớp 12A5 trường Trung học phổ thông Võ Thị Sáu vừa mổ ruột thừa, em đang điều trị tại bệnh viện Đa khoa Gia Định quận Bình Thạnh, em di chuyển đến điểm thi tốt nghiệp bằng xe cấp cứu mỗi ngày. Bà Lê Kim Mai, phó trưởng điểm thi trường Trung học phổ thông Võ Thị Sáu nói: Thí sinh trên mổ ruột thừa vào tối 25 tháng 6, em phải điều trị trong vòng 5 ngày. 11 giờ ngày 26 tháng 6, điểm thi mới nhận được thông tin trên, gia đình vẫn mong muốn em dự thi nên đã liên hệ với điểm thi. Vì thế, trường điểm thi đã tạo điều kiện để phụ huynh đến làm thủ tục dự thi và trao đổi để hỗ trợ em trong suốt quá trình diễn ra kỳ thi. Theo đó, đúng giờ thi, thí sinh sẽ được xe cấp cứu trở vào điểm thi. Tại đây sẽ có một bộ phận hỗ trợ đưa em lên phòng thi, xe cấp cứu sẽ túc trực phía ngoài trưởng điểm thi cũng lưu ý cán bộ coi thi giám sát nếu thấy thí sinh có biểu hiện bất thường thì ngay lập tức báo trưởng điểm thi để có phương án hỗ trợ Tuy nhiên trong ngày thi vừa qua, sức khỏe của em ổn, em đã hoàn thành tốt. Trò chuyện với phóng viên, GB cho biết hiện sức khỏe của em đã tạm ổn. Theo nam sinh, để làm tốt các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp phải có tư duy tốt, nắm vững kiến thức đã học. GB nói, môn toán hôm qua em làm chắc chắn 43 câu, sáng nay em dự thi tổ hợp khoa học tự nhiên, đặt mục tiêu môn lý và sinh lấy 8 điểm, riêng hóa phải đạt điểm 9. Bởi em dự định xét tổ hợp toán hóa sinh vào ngành dược và công nghệ sinh học của trường đại học khoa học tự nhiên. Và cho biết trước đó em có xét tuyển vào đại học bằng kỳ thi đánh giá năng lực, tuy nhiên em vẫn dồn sức vào kỳ thi tốt nghiệp để đậu vào trường mong muốn. Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm nay cả nước có hơn 1.071.395 thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông, tăng khoảng 45.000 thí sinh so với năm trước. Tổng số thí sinh dự thi năm nay có 4% thí sinh tự do. Đặc biệt kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay chỉ có 37% thí sinh đăng ký bài thi khoa học tự nhiên, vật lý, hóa học, sinh học và có đến 63% thí sinh chọn bài thi khoa học xã hội, lịch sử, địa lý, giáo dục công dân, tức hơn 670.000 thí sinh. Thời gian bắt đầu bài thi tổ hợp là 7 giờ 30, mỗi môn thi bài thi tổ hợp kéo dài 50 phút, thời gian kết thúc môn thi cuối cùng trong bài thi tổ hợp là 10 giờ 25. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông là kỳ thi quan trọng nhất trong suốt 12 năm học, là cột mốc quan trọng với học sinh. Tất cả các em đều chuẩn bị kiến thức và tâm lý tốt nhất để dự thi, nhưng cũng có những thí sinh không may gặp vấn đề về sức khỏe trước ngày thi. Thí sinh Nguyễn Vũ Trọng, học sinh trường cao đẳng xây dựng công trình đô thị ở Hà Nội, là một thí sinh đặc biệt tại điểm thi trường trung học phổ thông Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Ghi nhận tại điểm thi trường trung học phổ thông Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, Hà Nội, em Nguyễn Vũ Trọng bị tai nạn giao thông cách ngày thi hơn một tuần, vừa phải trải qua ca phẫu thuật cấp cứu, chân phải của trọng bị bó bột từ đùi xuống tới bàn chân. Chia sẻ tại điểm thi, Nguyễn Vũ Trọng cho biết: "Sáng nay em có mặt tại trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị Gia Lâm Hà Nội từ rất sớm, sau đó lên xe ô tô của nhà trường cùng thầy cô và các bạn di chuyển tới điểm thi trường Trung học Phổ thông Cầu Giấy. Em ngồi xe lăn được các anh chị sinh viên tình nguyện đón từ xe và đưa em vào tận phòng thi trên tầng 3." là một trong những sinh viên tình nguyện tham gia hỗ trợ tại điểm thi trường trung học phổ thông cầu giấy, Lê Sĩ Huy, khoa kinh tế và kinh doanh quốc tế trường đại học thương mại cho biết. Em và các bạn trong nhóm tình nguyện đã phân công để đón trọng ngay tại điểm dừng của xe đưa đón, cách cổng trường khoảng vài trăm mét. Sau đó, bốn sinh viên tình nguyện cùng đưa vũ trọng lên phòng thi, một bạn sách đổ và xe lăn, hai bạn dìu hai bên, hai bạn đợi chân bị thương. Theo quy định, thí sinh không được cầm điện thoại vào khu vực thi nên chúng em sẽ căn dở để lên đón em ấy sau khi thi xong. Tại điểm thi này, hội sinh viên trường Đại học Thương mại có 25 bạn sinh viên tham gia hỗ trợ tại điểm thi trường Trung học phổ thông Cầu Giấy. Nhiệm vụ của các bạn sinh viên tham gia hỗ trợ điểm thi là chuẩn bị nước để phát cho thí sinh, đưa đón thí sinh trong trường hợp mưa, hỗ trợ các trường hợp đặc biệt lên phòng thi. Chia sẻ về lý do tham gia hoạt động này, Huy cho biết Em đăng ký tham gia hoạt động tình nguyện này vì muốn góp chút sức nhỏ bé giúp đỡ các bạn. Các em tham gia kỳ thi, biết đâu trong số những thí sinh ở đây sẽ có những bạn là lứa mới của trường đại học thương mại.